Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Thì trong cái máy photo, cái bộ phận quan trọng nhất mà để chúng ta chẩn đoán hình ảnh á, khi mà chúng ta phô ra, thì đôi khi có các bạn sẽ thấy đôi khi nó sẽ bị những cái mờ, những cái chỗ đầm chỗ lợt. Này các bạn thấy trong cái bản phô như thế này. Đối với bình thường thì có thể là các bạn sẽ nhìn nói được. Khi mà các bạn mà mới á, các bạn có thể nhìn là các bạn không có thấy vấn đề gì nó nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên đối với những người mà các anh chị đã làm lâu thì các anh chị sẽ thấy được, tức là nó sẽ có những cái phần nó bị lợt nè, đây là phần những bị lợt, đây phần nó đậm hơn, hoặc là cơ trên cái điểm này nè, các anh chị thấy nó bị lợt này nha. Tức là đây nó mức độ nó nhỏ thôi, nếu mà nó không có gì quan trọng thì chúng ta có thể là chúng ta để phô với khách hàng được. Tuy nhiên đối với một số máy mà các anh chị để sử dụng mà phô đề thi với khách, tất cả các cái khách hàng trường học đồ đó, thì chúng ta phải tiến hành, chúng ta sẽ chẩn đoán lại cái bệnh này. Thì đa số nguyên nhân về những cái hình cái hiện tượng như thế này thì mình sẽ đánh, mình sẽ chọn nguyên nhân là tập trung vào trong bộ từ. Thì cái bộ từ nó có nhiều cái nguyên nhân, mà nguyên nhân chủ yếu là thứ nhất là nó bị thiếu từ, cái thứ hai là nó bị những cái cục nó đóng, cái cục nhỏ nó đóng, thì khi từ chạy qua cái trục từ thì nó vẫn có những cái mực nó phủ lớp, nhưng mà nó không có dày nên nó gây ra hiện tượng thế này. Hoặc là các bạn trong cái bản in như thế này, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có lởm chởm, có khi là nó lởm chởm một nửa đây, một nửa đây ha, hoặc là nó lởm chởm hết luôn cái tờ giấy. Thì khi mà cái từ nó đã khi mà cái từ nó đã đổ hết á, thì nó sẽ lởm chởm hết cái tờ giấy ha. Còn là khi mà cái từ mà nó chỉ có thể là nó bị nghiêng về một bên thì nó có thể nó lởm chởm bên này. Và do đó là khi mà tất cả các anh chị mà đang sử dụng mà khi máy chạy, thì khi các anh chị photo mà cảm thấy nó có bất thường về trên cái bản in, tức là nó chỗ đậm chỗ lợt, thì các anh chị đánh giá ngay, tức là chúng ta sẽ tập trung đánh giá ngay cái phần bộ từ. Còn đối với nếu mà những cái bộ phận mà ví dụ như gương chụp nó bị có những cái vết đen, thì khi mà chụp ra thì nó sẽ có xước một lần đi thẳng luôn, hay một lần đen đi thẳng, thì chúng ta sẽ loại trừ không phải là cho từ. Còn đối với những cái nguyên nhân mà nó chỗ đậm chỗ lợt là chúng ta sẽ đánh giá là ngay cái bộ từ nó đang có gặp các vấn đề. Thì do đó là khi đó thì chúng ta sẽ tháo cái bộ từ ra, chúng ta sẽ kiểm tra. Thì bây giờ đây mà các bạn thấy là cái máy của mình nó cũng bị tình trạng thế này. Thì bây giờ mình sẽ tháo bộ từ ra, mình kiểm tra cho tất cả các bạn coi ha. Có đúng như thời vậy không nha. Thì khi tháo bộ từ ra thì các anh chị đơn giản rồi đúng không? Thì các anh chị cứ mở cái này ra. Đối với các anh chị mới thì khi mà chúng ta mở cái này ra, chúng ta sẽ khi mà mở tháo cái bình mực ra thì chúng ta bình thường nó như thế này, chúng ta đẩy ngang có 90 độ để chúng ta tháo cái bình mực ra, sau đó chúng ta sẽ đẩy vô lại. Mục đích là khi mà chúng ta mở cái đắp ốp bên này ra thì chúng ta sẽ mở hai cái ốc bên này ra thì nó sẽ ra thôi nha. Thì đối với các anh chị mà đã làm lâu thì các anh chị biết mở cái này rất là dễ rồi ha. Còn đối với các anh chị mà mới vừa mở tiệm thì các anh chị chắc chắn sẽ biết là một số video clip mình sẽ làm, thì mình sẽ nhắc lại những cái phần này để cho tất cả các anh chị có thể là biết được. Và chúng ta sẽ mở cái cách ha. Tiếp đến chúng ta sẽ mở cái đắp ốp giữa nắp giữ giữa từ và cái bộ rung, thì chúng ta sẽ mở ra. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái phần của cái chốt này của trong cái ống điếu mặt hồ này lên, và chúng ta sẽ rút hai cái mặt điện nối với bộ từ. Sau đó chúng ta lắp cái bộ từ để về đây, cái chúng ta cái tay chúng ta đẩy nhẹ ha. Rút nhẹ ra là rồi, như vậy là chúng ta đã đưa ra được cái bộ từ ra rồi nha. Rồi như hồi nãy mình nói, các bạn thấy không, tức là trong cái bản in của mình á, khi mà phô ra nó có một điểm lợt, nó có mấy cái điểm lợt, thì khi đó nè các anh chị thấy, bây giờ khi mình mở cái hộp từ ra rồi thì trên đây các bạn sẽ thấy nè, chỗ đây là một điểm lợt nè, đây một điểm lợt nha, ở đây nó có một cái điểm lợt nữa, và bên đây nó có một điểm lợt nữa. Có thể là nguyên nhân, có thể nhiều nguyên nhân ha, nhưng mà cái nguyên nhân chủ yếu này là do cái từ này nó đang có một số cái mực nó đang bị đóng cục. Nên là khi mà lấy ra, các bạn thứ nhất là các bạn quay nè ha, các bạn quay như thế này thì các bạn sẽ thấy là những cái chỗ này nó trắng này ha, nó trắng rồi, đây nè, nó trắng như thế này ha, và đây có những điểm trắng. Và cái từ các bạn sẽ thấy ở đây là từ á, nó sẽ có cái hiện tượng là hầu như nó không có đều, đúng không, nó không có đều. Thì khi mà để biết như thế này thì các chị cứ mở ra, các chị coi thử là nó có phải đóng cục hay không nha. Nên do đó là khi các anh chị làm, và đặc biệt là các anh chị mới á, thì các anh chị khi mà các anh chị phô cái đối với từ thì nó sẽ dẫn đến các hiện tượng là đậm lợt, những chỗ đậm chỗ lợt ở trên cái bản in, hoặc là những có một những cái đường lợt trắng dọc dọc xung quanh á, những cái bản in, thì chúng ta sẽ thấy ngay.
Rồi bây giờ mình sẽ mở cái nhắc cái thước, đây là cái thước từ, mình sẽ mở nhắc nhẹ cái thước từ lên mình coi luôn nha. Do đó khi các bạn mà đánh giá được cái bản tốc, cái mức độ của bản in đó, thì chúng ta sẽ xử lý được cái máy chúng ta sẽ đánh giá được là cái nó nằm ở nguyên nhân cái một phần nào. Nhưng mà một số chủ yếu là khi mà cái bản phô nó bị lợt thì mình hồi xưa giờ mình thấy là nó bị nguyên nhân nhiều ở ngay chỗ cái cụm từ này. Chứ còn ví dụ như rum, mà khi nào mà cái rum mà nó đã yếu rồi, cái rum mà các bạn xài lâu, cái rum nó đã yếu rồi, cái thông số rum nó đã yếu rồi, bắt đầu nó mới có hiện tượng nó mờ. Nhưng mà nó mờ đều hết nha, chứ không phải là mờ. Bây giờ các anh chị thấy là mở ra như thế này ha, tức là đều một đá. Nhưng mà các anh chị lấy dùng cái tay các anh chị sờ vô đây nhẹ nhẹ nè ha, thì các anh chị sẽ thấy ngay chỗ đây là nó sẽ có những cái phần mực nó bị đóng. Nó đóng nhưng mà nó đóng ở mức độ nhẹ ha. Còn đối với những cái mức độ nặng á, thì các anh chị thấy là đôi khi mà nó sẽ kẹt cứng luôn, nó không có quay trục từ này. Do đó nếu mà cái trục từ này nó bị kẹt cứng á, thì nó sẽ không có quay được. Và khi đó cái bản chụp của các chị ra thì nó sẽ là màu trắng, hoặc là nó lẫm chởm một vài cái nét đen thôi ha, thì chúng ta sẽ biết ngay. Rồi ở đây nè, những cái lẫm chởm này nó rất là nhỏ, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng khi mà những cái bản chụp mà chúng ta cần những cái độ nét nó đồng đều với nhau. Còn đối với những cái chụp ví dụ như hộ khẩu chứng minh thì người ta sẽ không để ý, hoặc là một số giấy tờ đơn giản ha. Còn đối với những cái giấy tờ mà các anh chị chụp mà để cho khách hàng là những cái đối tượng mà trường học để mà tài liệu thi, thì chúng ta phải chỉnh lại cái bộ từ này và chúng ta khắc phục nó. Đối với mà các anh chị đang chạy đồ gấp thì mình khuyên các anh chị, nếu mà đối với các anh chị làm đồ gấp ha, thì các anh chị nên thì anh chị có thể là sử dụng cái phương pháp này để anh chị loại bỏ bớt một số cái mực đóng này. Có thể là đôi khi nó sẽ chỉ có một phần ít thôi, chúng ta có thể loại bỏ ngay trường trên đây được. Nhưng mà đối với khi mà nó nhiều quá thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải rai từ. Còn khi mà các bạn đã có thời gian rồi, thì khi mà đã mở cái hộp từ đó ra rồi, thì các anh chị nên tốt nhất là các anh chị phải rai từ và vệ sinh hộp từ hết, để tránh cái tình trạng ví dụ như chúng ta bỏ vào xong chúng ta chạy một thời gian là nó sẽ bị lại ha. Rồi bây giờ đây, cái rai từ mình mở hai bên này nè. Bên đây nó hai có hai ngóc thì các bạn nó mở ra, các bạn nhìn này các bạn thấy rồi. Những cái video trước mình có rồi, cho nên các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì các anh chị lên trên cái trang Bado Official ha, cho nên mình đã có rất là nhiều cái video mình nói về hợp từ rồi. Thì ở đây mình sẽ không nói sâu hơn nữa. Còn đối với mà các bạn đã rành rồi thì các bạn cũng hết sức thông cảm, tại mình muốn là khi làm những cái video ra thì mình cũng nhắc lại một số cái cách để cho những cái bạn mới, hoặc là có thể là chưa có thấy được những cái video trước, thì có thể là các bạn đó cũng, các bạn các anh chị cũng có thể thấy được cái video này, các chị làm theo luôn cũng được. Nhưng bất công các anh chị phải lên lục lại ha. Chứ là chúng ta sẽ đổ một ra, đổ từ ra sẽ đổ. Rồi đối với khi mà các bạn đã mở cái hộp từ này ra rồi ha, các bạn mở hộp từ ra rồi thì các bạn nên quan sát ở phía trong bốn cái góc này, bốn cái góc của cái mấy cái phốt từ này. Coi thử đôi khi các chị sẽ thấy là nó sẽ đóng, những cái mực nó đóng cứng trong cái chỗ mấy cái phốt từ, nó gây nặng mấy cái trục đảo từ trong đây. Do đó là khi chúng ta mở ra xong chúng ta xoay ra coi thử là cái mức độ những cái trục này xoay nhẹ hay không ha. Nếu mà nặng thì chúng ta sẽ tiến hành thay bốn cái phốt này luôn, cái bốn phốt từ này luôn ha. Rồi bây giờ để rai từ thì các chị dễ thôi, các chị sử dụng một cái này gọi là cái nghiền cháo cho chị em nè. Nhưng mà các bạn và các anh chị lựa những cái mà nó rất là mịn, càng mịn càng tốt ha. Có những trên thị trường nó hiện giờ nó có rất là nhiều, nhưng mà có những loại lỗ lớn đó, mình mới chọn lỗ thật là mịn để mình mới lọc được những cái cục mực đóng nó nhỏ đó, mình mới bấy được ha. Chúng ta sẽ đổ lên chúng ta rai thôi. Nè, bây giờ thấy anh chị theo rây ra là đầu nó có là đó, rồi chúng ta đổ những cái này là nó sẽ gây cản trở tất cả các anh chị. Nếu mà tức là khi mà máy gặp vào cái mùa nóng á, các anh chị sẽ thấy là cái tỷ lệ mà cái mực nó bị đóng cục ở trong cái từ nó rất là nhiều. Để lý do là vừa thứ nhất là thời tiết nóng, thứ hai là trong quá trình chạy á, thì máy nó bị sinh nhiệt, và khi đó là những cái quạt mà nó làm mát cái hộp từ nó sẽ quạt, nó sẽ không giải nhiệt được. Thì sau đó khi mà ở cái mực ở nhiệt độ nóng thì bắt đầu nó sẽ có hiện tượng nó tan chảy ha, nó giống như nó qua cái lu lô xoáy vậy. Thì khi đó là nó sẽ bị đóng mực lại,
có một số cái các bạn chỉ thấy là nó đóng cứng nhắc luôn này, nó đóng cứng nhắc luôn ha. Do đó là khi mà các chị đánh giá được cái bản in thì các anh chị xử lý được cái hợp từ thì mình nghĩ là nó rất là thuận lợi cho tất cả các anh chị mà trong quá trình các chị làm công việc. Đối với những người mà đã biết sử dụng, biết cách xây từ, biết cách mở cái hợp từ, biết cách xử lý hợp từ thì mình nghĩ là trong vòng khoảng nửa tiếng đồng hồ các anh chị sẽ đã xử lý xong cái hợp từ và chúng ta cũng có thể phục vụ tốt công việc của mình rồi, không cần phải tới thợ nữa ha. Rồi sau khi mà các anh chị ray xong thì các anh chị nên lấy cái dùng cái ký ha, chúng ta sẽ cân lại cái từ này. Nếu mà từ này mà nó nằm, mình nghĩ là nằm trên từ 7 lạng trở lên thì nó sẽ đảm bảo tốt là từ đó ổn định cho các bạn hoạt động, các bạn nó chụp. Còn đối với từ mà nó dưới thì nó sẽ bị thiếu từ, cho nên là có chỗ nào nó không có từ ha. Do đó là khi đó các anh chị sẽ cân và các anh chị sẽ nếu mà các anh chị có từ cũ thì các anh chị bổ sung thêm, nếu nó thiếu các anh chị có từ cũ bổ sung thêm cho nó đủ 1 ký hoặc là 9 lạng. Mình nói chung là từ 7 lạng trở lên là ok nè, để chúng ta có từ đủ cho chúng ta chạy. Đây chúng ta sẽ đổ. Đầu tiên là chúng ta sẽ đổ trên đây nè, cho cái từ nó nằm ở trong cái gần cái trục từ nhất. Chúng ta sẽ đổ theo cái khe này đổ xuống. Chúng ta sẽ đổ đều ha. Rồi sau khi ở trong nó đầy rồi chúng ta mới đổ ra ngoài. Rồi sau khi các anh chị đổ từ vô xong ha, các anh chị bắt đầu lắc một thổ cho cái từ nó xuống đều hết ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ gắn lại những cái chỗ lưới mà thông hơi nè. Rồi ta gắn cái bộ phận này vào, bộ phận khóc luôn một vào. Rồi cái bước cuối cùng là cái bước mà mình nghĩ là khó nhất cho tất cả các bạn và các anh chị, đặc biệt là tất cả các bạn và các anh chị mới, đó là canh từ. Thì canh từ làm sao? Thứ nhất là nguyên tắc của canh từ là làm sao cho từ nó phải đều từ đầu này qua đầu này, nó là một dải mỏng vừa đủ. Nếu mà nó nhiều quá thì khi mà các anh chị chạy thì nó bị có hiện tượng leo từ đây. Nếu mà nó ít quá thì nó sẽ không có đủ từ để nó làm cho bản in chúng ta được phô được đẹp. Do đó chúng ta là vừa chỉnh là không được dày quá mà cũng không được ít quá ha. Thì để mà canh được thì các bạn có thể lấy tờ giấy ha. Chúng ta sẽ lấy một cái tờ giấy nào đó, ví dụ như mình lấy theo mình thì cái tờ giấy nó nằm khoảng định lượng một khoảng 200 để chúng ta nó vừa. Còn không thôi là các anh chị và các bạn sẽ sử dụng cái miếng thép hoặc là cái dao đọc giấy này nè, các anh chị để vào. Ví dụ đây là các anh chị để một đầu vào đây này ha, các anh chị để vào đây rồi sau đó các anh chị lấy cái ốc chúng ta dặn. Thứ nhất là chúng ta sẽ lấy ốc, chúng ta sẽ dặn đây. Thì giống như đây là một cái gọi là một cái điểm canh gì đó, cho nó ra, nó mới tạo một cái khe hở đây nè. Này rồi sau đó chúng ta rút cái này ra ha. Rồi bên đây, bên góc bên đây chúng ta cũng làm như vậy ha, chúng ta cũng đẩy nhé cái này vào. Sau khi nhét cái này vào rồi chúng ta phải sau thế, nếu mà chúng ta canh nó mà chúng ta nó còn mà chỗ đập cho ấy nó hơi dày thì chúng ta phải canh lại nha, chứ không phải là chúng ta nhét như vậy là chúng ta xong đâu. Cái này gọi là để cho mình có một cái cảm giác mình canh cho nó đều từ đầu này qua đầu kia thôi nha. Nếu mà khi mà bỏ vào thì nó vẫn còn dày thì mình sẽ bắt đầu sẽ khó cái thứ tự xuống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta khi mà chúng ta xong rồi đúng không, thì các anh chị sẽ nghiêng cái từ về này chút là để cho cái từ nó sẽ đưa dột tới này chút. Và khi canh từ thì chúng ta sẽ để trên một cái mặt phẳng, chúng ta không để nghiêng và phía sau hoặc là nghiêng quá nhiều về phía trước, nó sẽ không tốt ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay hợp từ. Thứ nhất là hợp từ nó phải nhẹ, cái thứ hai là các anh chị sẽ thấy là nếu mà cái từ mà nó thành một dải nè ha, nó thành một dải. Bây giờ các anh chị thấy nè, bây giờ mình sẽ đây các anh chị thấy nè ha, tức là nó thành một dải đây, tức là nó khi mà cái đường trắng này các anh chị thấy cái đường trắng không, thì nếu mà nó cái đường trắng thì nó phải đều từ đầu này qua đầu này. Còn nếu ví dụ như khi mà các anh chị xoay, các anh chị thấy thế này, nếu mà các anh chị cảm thấy mà ví dụ như từ nó có thể là một bên nó nhiều một bên nó ít, thì các anh chị cứ, thứ nhất là khi mà các anh chị sợ mà các anh chị chỉnh quá quá liều quá tay á,
mà để cái từ nó leo thì các anh chị hơi nghiêng cái từ này về phía trước nè, hơi nghiêng hộp từ về phía trước chút nè. Chúng ta xoay mục đích chi là mình đang ước lượng trong cái trường hợp nếu mà từ nó dư quá nhiều, nếu mình nghiêng dài mà từ nó có leo hay không. Nếu mà nó leo thì chúng ta sẽ biết ngay ha. Đó, giờ sau đó chúng ta nghiêng gì hết xong rồi chúng ta để lại, chúng ta xoay bình thường thế này. Thì khi này là các anh chị thấy là từ ha, nó sẽ đều, nhưng mà các anh chị thấy là khi bên đây nó còn đậm hơn thì bên đây nó đã dài, nó làm đều rồi, thì nhưng mà bên đây nó còn một chút mỏng. Thì chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta mở cái này ra nè, mở ngóc chữa ra nè, rồi chúng ta sẽ nhích nhẹ thôi, nhích nhẹ cái này để cho khi mà cái từ nó vừa đẹp, cái từ nó vừa đều phía bên đây nè. Không, các chị dùng tay nhích nhẹ lên, rồi sau đó nếu mà các chị dày quá thì các chị cứ để cái mình sẽ dùng cái tu bít này, mình sẽ gõ cái từ cho nó bắt đầu cho nó mỏng đều lại đây. À, bây giờ các anh chị thấy là bây giờ nè đó, khi mà mình gõ lại thì các anh chị thấy là tức là cái đường này nó sẽ đều hết bên đây, và cái từ các anh chị thấy các anh chị cứ xoay như thế này và nó sẽ đều hết một lớp như này là được, là ok ha. Và nó sẽ cái điều quan trọng nhất của cái từ này, khi mà canh thước từ thì chúng ta canh làm sao cho nó phải đều một cái lớp từ đây qua đây ha. Đôi khi có nhiều các anh chị khi mà tháo ra rồi chúng ta sẽ không biết canh á, do đó là thứ nhất là nếu mà chúng ta bỏ vào thì nó sẽ bị leo từ và nó đổ từ. Nếu mà chúng ta không biết canh thì nó nhiều quá, khi cái từ này nó nhiều quá thì nó bị leo xuống đây, nó sẽ leo xuống đây nhiều quá thì nó sẽ đổ xuống cái chỗ siêu rum. Anh đổ siêu rum thứ nhất là nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái rum, nếu mà để lâu quá nó sẽ gây mòn rum và nó hư rum. Cái thứ hai nữa nó thiệt hại về từ chúng ta, tức là nó sẽ đổ và nó bị mất hết từ, chúng ta phải mua từ mới chúng ta đổ vào. Do đó là khi các anh chị canh, khi các anh chị đã phán đoán về những cái lỗi hợp từ thì trong quá trình canh từ này cũng là một cái điều hết sức quan trọng, và nếu các anh chị làm tốt cái khâu này thì cái từ chúng ta nó sẽ đỡ ha. Đây nè, đó các anh chị thấy bây giờ là nó sẽ thành một lớp đều từ bên đây qua bên đây ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ chặn cho ba ngóc này nó cứng lại, là chúng ta đã làm xong cái phần canh từ ha. Và chúng ta sẽ gắn lại, chúng ta chạy thôi.